đơn giản là tôi theo sư phụ của tôi. Lý do là sư phụ của tôi có viết một cái tác phẩm bằng thơ dài 20.000 câu, và sau một thời gian dài từ nhỏ tới lớn tôi được sư phụ của tôi và tất cả những thành viên trong hộ và quốc được sư phụ của tôi dạy những cái triết lý sâu sắc trong tác phẩm đó, thì tôi nhận thấy rằng tác phẩm đó sẽ đem về cho Việt Nam nhiều cái giải thưởng Nobel thế giới danh giá. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Mời đẹp. Chiều ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An tiếp tục xét xử vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Sau khi vắng mặt buổi sáng thì bị cáo Lê Tùng Vân AK thấy ông nội đã xuất hiện. Phiên tòa buổi chiều cũng ghi nhận những pha lời khai cực khó hiểu của các bị cáo. Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên còn nói, bị cáo Lê Tùng Vân có viết một tác phẩm dài 20.000 câu thơ và truyền dạy cho các đệ tử tại Tịnh Thất Bồng Lai. Đây là một tuyệt đại tác phẩm và đủ khả năng đoạt giải Nobel Văn chương Thế giới. Sư phụ Lê Tùng Vân rất tài năng. Bị cáo Hoàn Nguyên nói trong phần tự bào chữa. Còn trong phần tự bào chữa của bị cáo Nhị Nguyên, bị cáo này nói bộ sách 4 quyển do bị cáo Lê Tùng Vân viết là bộ sách siêu quần bách chúng. Đến phần tự bào chữa của mình, bị cáo Lê Tùng Vân nói, bây giờ tôi nằm võng suốt, ai muốn gặp đều phải tự đến thì làm gì tôi phạm tội được. Gia đình chúng tôi có những người tài năng, hội đồng xét xử không tin nói Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, trùng dương lên trước tòa vài phút làm được một bài thơ. Không chỉ thế, AK thấy ông nội đã từng khiến mọi người ở tòa cười đến nội thương khi khẳng định tôi còn đang độc thân và đang chờ lấy vợ. Bị cáo có vợ, con gì thân? Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi. Hơn 20 giờ ngày 21 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Hoàn Nguyên mức án 4 năm tù, bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù. Đây là các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Trước đó trong phiên làm việc sáng cùng ngày, các bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều luận điểm bào chữa cho các bị cáo. Đáp lại ý kiến của các luật sư và bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nêu nhiều dẫn chứng, nhấn mạnh bản luận tội mà kiểm sát viên đưa ra là có căn cứ, đúng pháp luật, những ý kiến mà luật sư của bị cáo đưa ra hoàn toàn không có căn cứ, quá trình điều tra đảm bảo các quy định của pháp luật về tố tụng. Do đó, đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc tuyên phạt mức án đối với các bị cáo.